Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back to our enlist lesson. In the previous unit, we have learned unit number sixteen. And now is the grammar parts, and in the grammar parts today we are going to do something with adverbial clauses. And as you know, we have many kinds of adverbial clauses. Um, I'm trying to show you one by one. The first thing I want to show you, all right, and it's also the things that you can see from the textbook is the adverbial clauses of time okay now let's go um, in adverbial clauses of time uh, we will use it to show when something happens and an adverbial clause of time is usually introduced by time adverb for example À, đối với các mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian chúng ta sẽ thấy nó thường đi với lại những cái từ chỉ thời gian ví dụ như là after, như là as, as long as, as soon as, before, by the time, every time, the moment, until, when or while. Vâng vâng. Chúng ta coi ví dụ when I arrive, I will call you. When có thể đứng đầu câu và when có thể đứng ở giữa câu. I will call you when I arrive. Um, và chúng ta lưu ý khi mà time clause nó đi phía đầu câu thì chúng ta có dấu phẩy và khi time clause nó nằm phía sau chúng ta không có dấu phẩy. Và khi các bạn làm các câu với time clause adverbial clauses of time thì chúng ta lưu ý cái cách chúng ta chia các cái thì. Chúng ta lưu ý là cái luật chia thì nó tuân theo cái sequence of tense. Ví dụ chúng ta trong một cái câu một 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 cái câu có mệnh đề chỉ thời gian chúng ta gồm có hai phần phần main clause tức là mệnh đề chính và phần time clause là mệnh đề phụ thì cái thì của nó nó theo cái quy tắc sau đây à, khi mà mệnh đề chính nó ở present hoặc là future thì mệnh đề phụ nó là present à, nếu mệnh đề chính nó ở past thì mệnh đề phụ nó cũng ở past tenses Chúng ta xem ví dụ. We shall leave as soon as he comes here. We shall leave. Chúng ta thấy đây là mệnh đề chính. As soon as he comes here. By the time he comes home, his wife will have finished cooking dinner. He was talking on the phone when I arrived. Các bạn thấy hai câu đầu nó diễn nó diễn tả uh, một cái ý trong tương lai. Câu thứ ba là trong quá khứ chúng ta tuân theo các cái quy tắc của thì trong các cái câu dạng này. Một cái lưu ý là We never use future tenses in a future time clause. And instead we use present tense. Okay, you pay attention to this part. Tức là đối với mệnh đề chỉ thời gian cho dù nó diễn đạt cái ý trong tương lai chúng ta vẫn không dùng will shall mà chúng ta sử dụng present tenses. Ví dụ, chúng ta có hai câu: They will leave in an hour. Come period. I will do the washing up then. Một tiếng đồng hồ nữa họ sẽ rời đi và đến lúc đó tôi sẽ làm công việc uh, dọn rửa. Và chúng ta nối hai câu này lại dùng time clause. Nếu các bạn viết I will do the washing up after they will leave hoặc là they will have left thì đây là câu sai và chúng ta phải bỏ cái will đi bằng cách viết như thế này I will do the washing up after they leave hoặc để nhấn mạnh hơn họ đi khỏi rồi chúng tôi mới tôi mới dọn rửa thì after they have left các bạn lưu ý lý thuyết thì nó không nhiều và chúng ta hãy thử làm một số câu bài tập um, OK bài tập chúng ta gồm có đầu tiên là multiple choice questions các bạn hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho các câu sau đây number one why Jane planned for her friend to pick her up her mother arrived her mother arrived đây là quá khứ thì chắc chắn những cái này là thuật ngữ nói là quá khứ rồi và đáp án a là đáp án chính xác câu số hai I'm really sorry, John. I can't go skiing with you until I plan my thesis. Tức là bây giờ tôi chưa làm xong cái luận văn, tôi chưa thể đi uh, trượt tuyết với cậu được. Rồi bây giờ các bạn làm câu này. OK. Đây là một cái ở hiện tại, đúng không? Và cái việc mà ta làm xong cái luận văn này nó là trong tương lai. Và chúng ta lưu ý là tương lai chúng ta vẫn không thấy không được xài chữ will do đó chữ B ở đây chúng ta không chính xác đâu nhé và các bạn chọn đáp án C have finished my thesis câu số 3 when that plan tell him I would like to have a work with him câu này đáp án A came B had come C will come và D comes ok đây cũng vậy tí nữa khi Ted tới thì nói ảnh qua đây gặp tôi thì cái chuyện Ted tới là chuyện trong tương lai do đó đáp án chúng ta là chữ D comes câu số 4 the train land before I arrive at the station ở đây chúng ta có hai hành động trước và sau ok các bạn chọn đáp án was leaving had left leaves và is leaving Tức là trước khi tôi đến được nhà ga thì tàu đã chạy mất rồi. Đáp án chúng ta là chữ B. Past perfect. The train had left before I arrived at the station. Câu số 5. Jen has played the piano since she planned a child. A. Is. B. Had been. C. Would be. And D. Was. Thế thì theo lý thuyết về... Present perfect mà các bạn đã học từ các lớp dưới Đúng không? Uh, Jen đã chơi piano từ hồi bé tới bây giờ Do đó đáp án chúng ta sẽ là chữ D Was Since she was a child Rồi nếu các câu này mà nó có xuất hiện trong bài kiểm tra hay bài tập Thì chúng ta sẽ làm rất là dễ dàng phải không ạ? Uh, chúng ta sang một phần Một cái dạng bài tập tiếp theo Uh, mistake Identification Chúng ta hãy nhận diện lỗi sai Đây là một cái dạng bài cũng rất là phổ biến Trong các kỳ thi Câu số 1 The information is sent to the editor The minute they received it Chúng ta lưu ý các phần được kịch dưới A, B, C, D Các bạn chọn đáp án nào Và chúng ta lưu ý they received it. Thì cái này là quá khứ. Cho nên cái thì ở phía trên này nó cũng phải là quá khứ. Và đáp án A, the information was sent to the editor. Chúng ta thấy rõ không ạ? Cái quy tắc sử dụng thì trong time clause. Câu số 2, why she waited for the bath to fill? She was switching on the TV. Và đáp án, là C she switched on the TV. Câu số 3. She started to feel irritated when she realized the TV isn't working. started, realized quá khứ thì chữ D nó không thể nào là hiện tại tiếp diễn được hết và do đó là wasn't working. Câu số 4. Whenever I met Jane, she talks about the new house she having built. Câu này có bốn đáp án được gạch dưới thì các bạn lưu ý. Chúng ta dễ dàng loại bỏ đáp án B, talk about thì không có gì sai hết. The new house tức là một cái căn nhà xác định thì đờ nó không có sai. Và chúng ta chọn hai đáp án A và D. She's having built. Đây là passive voice của causative form mà chúng ta học trong những bài trước cho nên nó sẽ không có gì là sai và đáp án chúng ta là chữ A Whenever I meet Jane Câu số 5 While he was in the garden, he noticed there is a cat in the tree. Với bốn đáp án, với bốn cái câu hỏi được gạch dưới, bốn 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 cái từ được gạch dưới, why in notice và is Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đáp án D là đáp án không chính xác. He noticed there was a cat in the tree. It's very obvious. Tiếp theo, thầy sẽ nói về cái inversion in the time clauses. À, các bạn cũng để ý thấy thì khi mà chúng ta kiểm tra trong các bài học cũng như kiểm tra thì các thầy cô cũng hay nhắc tới cái inversion. Inversion này là một cái điểm ngữ pháp mà các bạn đã học từ lâu lắm rồi. À, chúng ta sử dụng nó trong câu câu hỏi, ví dụ như là where is she from, vân vân. À, tuy nhiên trong cái adverbial clauses thì chúng ta sử dụng nó để nhấn mạnh. Và chúng ta hãy xem các cái cấu trúc mà người ta dùng đảo ngữ như thế nào. Ví dụ đầu tiên là hardly, uh, scarcely or barely. chấm 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 và nó đi với when no sooner plan and then dan các bạn nhớ à hardly scarcely với barely nó đi với when và no sooner nó đi với dan thì cái này nó có nghĩa là vừa mới cái gì đó thì ví dụ họ vừa mới ra khỏi nhà thì trời đổ mưa vân vân và vân vân à, chúng ta xem ví dụ I just locked the door when the phone rang mới ra khỏi nhà bấm cửa là một cái thì trong nhà chuông điện thoại reo. Nên chúng ta chuyển câu này sang đảo ngữ bằng cách là hardly or scarcely or barely had I locked the door when the phone rang. Chúng ta lưu ý một trong ba chữ này hardly, scarcely và barely thì được dùng với chữ when. Còn nếu ta dùng no sooner thì no sooner had I locked the door thì ta thấy xuất hiện chữ Dan, the phone rang. Nghĩa thì nó giống nhau. Cái inversion tiếp theo mà chúng ta thấy đó là only when, only after hoặc là not until thì đều có nghĩa nó 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 có nghĩa là khi cái gì đó xảy ra thì chúng ta lấy ví dụ the vaccine will only be tested for effectiveness on human beings when it appears safe tức là sau những cái sau khi người ta thử nghiệm nó cho nhiều đối tượng khác nhau nó an toàn rồi thì mới đưa vào sử dụng cho đưa vào thử nghiệm trên con người và yeah, đó là cái quy trình làm vaccine. Chúng ta xem uh, cái câu này được đảo ngữ như thế nào. OK, chúng ta thấy chữ only ở đây và chữ when ở dưới này. Only when thì ta lấy hai cái yếu tố only when lên đầu câu. Only when the vaccine appears safe. Will it be tested for effectiveness on human beings? Đấy chưa? Chỉ khi vaccine nó an toàn thì nó mới được thử nghiệm trên cái tính hiệu quả trên cơ thể con người. Và cái đảo ngữ tiếp theo đó là Not until thì people didn't realize the danger until the disease spread all over the city. Người ta chủ quan, người ta không nhận ra cái mối nguy hiểm cho tới khi cái căn bệnh nó tràn lan khắp thành phố. Thì câu này not until chúng ta thấy didn't tức là did not Và cái until phía sau Chúng ta lấy hai yếu tố not và until lên đầu Tức là mãi đến khi bệnh nó tràn lan khắp thành phố Thì người ta mới nhận thấy cái sự nguy hiểm của nó Not until the disease spread all over the city Did people realize the danger? Các bạn rõ không ạ? À? Đây là những cái cách người ta dùng để đảo ngữ rồi, bây giờ chúng ta thử làm một số các cái bài tập về đảo ngữ này. Đầu tiên là các bạn hãy viết lại câu. Ok, chúng ta chuẩn bị giấy bút. Uh, câu số 1, he had just resigned when he received a better job offer. Hardly. Vừa mới từ chức thì được đưa một công việc khác tốt hơn. Ok, thì chúng ta thấy hardly nó sẽ đi với chữ when, đúng không ạ à? rồi cái gì vừa mới là cái việc từ trước vừa mới xảy ra thì chúng ta thấy vừa mới ta đi với cái mệnh đề với Hartley và uh, receive better job offer nó nằm phía sau Hartley had he had he resigned chúng ta đảo ngữ phía này rồi when he received a better job offer chép lại phía sau thôi câu số 2 the invigilator announced the end of the exam when I had just finished my essay vừa mới viết xong những cái chữ cuối cùng cho bài essay thì giám thị báo hết giờ thi. Dạ, yeah. scarcely. Scarcely. Thì một lần nữa nó cũng đi với when, đúng không ạ? À? Rồi. Thì cái nào xảy ra trước, cái nào xảy ra sau chúng ta xem cho kỹ. Thì chúng ta thấy had just finished my essay, vừa mới viết xong bài luận thì hết giờ. Thì cái scarcely nó sẽ đi với yếu tố là had just finished Chúng ta có đáp án như thế này. Scarcely had I finished my essay when the invigilator announced the end of the examination. Và trong hai câu số 1, số 2 này các bạn lưu ý cho kỹ, chúng ta sẽ không thấy xuất hiện yếu tố just nữa. Ví dụ câu 1 he had just resigned và câu 2 when I had just finished my essay. Tại vì cái cấu trúc hardly when, scarcely when, barely when và no sooner than vân vân thì nó đã có nghĩa là vừa mới cái gì đó thì cái việc gì đó xảy ra cho nên chữ just nếu các bạn thêm vào thì nó sẽ dư và nó sai câu số 3 we can only start the party when Jane has arrived câu này có only và có when thì chúng ta sẽ viết lại câu với only when đứng đầu câu chúng ta thấy khi mà only nó đứng đầu thì nó hay có đảo ngữ only when only by Only if... vân vân Rồi Thì chỉ khi nào bạn Jen xuất hiện rồi Thì chúng ta mới bắt đầu buổi tiệc được Only when Jen has arrived Chúng ta đảo ngữ phía sau Can we start the party? Câu số 4 He locked the door And soon realized that he didn't have His keys Yeah hành động khóa cửa xảy ra trước rồi sau đó mới nhận ra là quên mang chìa khóa ra thì no sooner nhắc lại lần nữa cho các bạn rõ là no sooner nó sẽ đi với chữ dan nhớ không ạ rồi ok lock the door trước và realize sau đáp án chúng ta là no sooner had he locked the door than he realized that he didn't have his keys number five Soon after they had dinner, they went out for a walk. Ăn tối xong. Thì bước ra ngoài đi dạo. Um, chúng ta bắt đầu câu bằng chữ barely. Barely thì sẽ đi với when. Barely had they had dinner when they went out for a walk. Đó là 5 câu sentence transformation. Bây giờ chúng ta sang một phần, một cái dạng bài tiếp theo của adverbial clause of time. Đó là multiple choice question. Câu số 1. Cái này là chúng ta tổng ôn lại về adverbial clauses of time chứ không chỉ riêng inversion nữa. Why he was driving home, he sees, had seen, saw or has seen và chúng ta thấy đáp án C sẽ là đáp án chính xác. Trên đường lái xe về thì bắt gặp những con này. Question number 2. After planning her degree, she got a job in marketing. And so she got a job. Past tense. And so here in the blank we also need a verb in past tense chúng ta có vì after nó không có yếu tố đảo ngữ cho nên A không đúng. B, present perfect không đúng. C, hiện tại đơn không đúng. Và D, after she finished her degree, she got a job in marketing. Ok, so number two, the answer is D. Number three, plan you arrive, let us know and we'll come and collect you. Ở đây chúng ta sẽ không kiểm tra về yếu tố thì nữa mà chúng ta kiểm tra về uh, các cái từ cái 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 s các cái ad, adverb đúng không ạ uh, since as soon as scarcely và not until ngay khi cậu tới báo tôi biết liền đi chúng tôi ra đón cậu về ok đáp án chúng ta là chữ b as soon as you arrive let us know and we'll come and collect you number four plan. Had we arrived, then we were called for dinner. Và dạ, chúng tôi vừa mới đến nơi thì họ gọi chúng tôi đi ăn tối. Thì ở đây chúng ta thấy có sự xuất hiện của chữ Dan. Dan nó không đi với hardly, không đi với barely và không đi với scarcely. Và nó đi với no sooner. Và câu 4 đáp án C. No sooner had we arrived than we were called for dinner another sentence. Barely planned their walk when it started to pour with rain. Họ mới vừa bước ra khỏi nhà đi dạo thì trời mưa tầm tã. Barely when Barely và when thì có đảo ngữ Chúng ta sẽ dễ dàng loại bỏ đáp án B và D Tại vì nó không có đảo ngữ Và chúng ta sẽ chọn đáp án A hoặc C C thì nó không đúng về thì và do đó đáp án A là đáp án chính xác. Trên đây thầy đã trình bày cho các bạn uh, lý thuyết và một số câu ví dụ, một số bài tập về cái dạng adverbial clauses of time. Tiếp theo đây chúng ta sẽ chuyển sang một cái dạng adverbial clause khác mà chúng ta cũng hay gặp trong chương trình. Uh, đây cũng là một dịp chúng ta ôn lại những cái kiến thức mà chúng ta đã có. phần tiếp theo là xin trình bày uh, lý thuyết và bài tập về adverbial clauses of purpose cái này là mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích để diễn tả cái mục đích ví dụ như mình làm cái này để gì để mục đích là gì đó thì chúng ta dùng uh, một là chúng ta dùng to in order to hoặc là so as to và chúng ta sẽ đi đằng sau nó là infinitive he left early He wanted to avoid the heavy traffic. Yeah. Anh khởi hành sớm tại vì đường đông để tránh đường đông. Thì chúng ta nối hai câu này lại sử dụng ba cái yếu tố to in order to hoặc là so as to như thế nào. Thì he left early to avoid the heavy traffic. He left early in order to avoid the heavy traffic or so as to avoid the heavy traffic. Ví dụ thứ hai, She set the alarm she didn't want to get up late. Để đồng hồ để đừng có thức dậy trễ. Thì mục đích của việc để đồng hồ là đừng dậy trễ, đúng không ạ? Cho nên chúng ta có thể viết cái câu này. bằng cách là she set the alarm in order not to get up late. Các bạn thấy chữ not nó đi trước to do something in order not to get up late hoặc là so as not to get up late. Chứ chúng ta không viết cái chữ là she set the alarm not to get up late thì nó không đúng nhé. Này chỉ có hai cái cách sử dụng là in order to hoặc là so as to được chấp nhận thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử làm một vài câu ví dụ về in order to và so as to. Nối các câu sau đây lại dùng cái từ người ta cho trong ngoặc đơn. Right, you combine the sentences using the given words of... Um, okay, a group of works in brackets. I have started an English course. I want to improve my English. Thì người ta kêu mình nói là dùng so as to. Thì người ta làm là I have started an English course so as to improve my English. Câu số 2. Read your text silently. I don't want you to disturb the others. Đọc bài từ từ. Nhẹ nhàng đọc bài thầm. Để đừng có làm phiền những người bên cạnh và chữ order thì chúng ta sẽ nói là dùng order in order to phải không ạ? À? Read your text silently in order not to disturb the others. Câu tiếp theo. He exercises regularly. He doesn't want to get overweight. Tập thể dục thường xuyên để đừng có tăng cân, đừng có béo phì. So as, để chúng ta làm như thế nào? He exercises regularly so as not to get overweight. Đó là câu quen thuộc. Còn nếu không người ta cho chữ so as thôi thì các bạn có thể làm là he exercises regularly so as to avoid getting overweight. Câu số 4. Sales would need to rise by at least 60%. The company will be profitable then. Cũng là order. Và Riêng cái câu này, nếu chúng ta in order không In order to be profitable không thì nó không đúng đúng không ạ? À? Tức là doanh thu phải tăng lên ít nhất là 60% Thì lúc đó công ty mới có lợi nhuận uh, Chúng ta Nối hai câu này là dùng với in order to, ta phải làm là Sales would need to rise by at least 60% In order for the company to be profitable Các bạn thấy không ạ à? In order for the company Rồi mới tới là to be cách thứ nhì để chúng ta uh, diễn đạt cái mục đích là chúng ta dùng so that chúng ta dùng in order that chúng ta có thể cộng với can will hoặc chúng ta có thể cộng với lại could would và can với will là để diễn tả uh, cái hiện tại hoặc tương lai đúng không ạ ok um, ví dụ như là các bạn nói là chúng tôi học ngoại ngữ để sau này có thể giao tiếp với người nước ngoài vân vân nói chuyện trong tương lai ví dụ nhé I will try to speak very slowly and clearly so that hoặc là in order that he can understand this points tôi sẽ nói thật là chậm và rõ ràng để ảnh hiểu được anh ấy có thể hiểu được cái vấn đề này so that hoặc là in order that nó đi với can thế còn could với would thì nó là they hid the letter so that hoặc là in order that he wouldn't find out the truth thì chúng ta thấy nó reference do cái chữ reference nó là reference to the past nó nói về quá khứ đúng không ạ they hid the letter họ giấu lá thơ đi để anh không tìm ra sự thật vân vân có một cái sự thật gì đó cần giấu chẳng hạn so that in order that bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập à, một lần nữa chúng ta chỉ là Nối các câu sau đây lại dùng so that hoặc là in order that Các bạn thử nhé Câu 1 Make sure your bags are tagged You will find them easily Tức là vỏ sách à, Các cái giỏ chúng ta gắn cái tag tức là gắn cái bản tên vô để sau này tìm cho nó dễ Rồi so that hoặc in order that, cái nào cũng được Đáp án Make sure your bags are tagged so that you will find them easily Câu số 2. Jason turned off the radio. He wanted to concentrate on his work. And so, so that or in order that. Mục tiêu của việc tắt cái radio đi cái đài phát thanh đi là để tập trung vào công việc. Và chúng ta nối hai câu này lại và dĩ nhiên so that. Jason turned off the radio so that he could concentrate on his work. Câu tiếp theo, câu số 3. He put on a mask He didn't want the police to recognize him. Câu này, mục đích của việc đeo mặt nạ là để cảnh sát không nhìn ra. Và chúng ta nối lại, chúng ta dùng so that hoặc là in order that. Câu này là câu phủ định đó. Rồi, he put on a mask in order that. Đúng không? Hoặc là so that cũng được. The police could not recognize him. Hoặc là would not recognize him. Uh, câu số 4. James hit the brazen. He dipped his daughter to find it. Ví dụ anh này anh James mua quà giáng sinh về, đúng không? Mà chưa tới giáng sinh thì phải giấu đi cho để con bé nó tìm ra sao? OK. Bây giờ giấu để mà con gái của anh không tìm ra. James hid the present so that his daughter wouldn't find it. Dạ, yeah, so that tới đây là chúng ta có so that in order that so as to và in order to là những cái mà chúng ta đã học tờ, từ các cái cấp dưới. Bây giờ chúng ta sang những cái cách khác nữa để chúng ta diễn tả cái mục đích. Okay, we have other ways of expressing purpose. Chúng ta có những cách sau đây. In case và lưu ý in case the present or past tense và chúng ta sẽ không có will, không có would đối với in case. Ví dụ, take your umbrella in case it rains. Chứ không có nói là in case it will rain. They left early in case the traffic was heavy. Để phòng trường hợp. Đúng không? Mang theo dù để phòng trời mưa. Ok, họ đã về sớm họ đã đi sớm để đề phòng trường hợp là uh, xe cộ nó đông đúc quá giờ cao điểm chẳng hạn để tránh cái giờ tan tầm chẳng hạn uh, câu số tiếp theo cái phần tiếp theo for fear that hoặc là last còn với subject và chúng ta thấy chữ might và infinitive for fear that or last ví dụ they put on their life jackets they didn't want to drown đi đi ghe đi tàu vân vân thì chúng ta phải mặc uh, life jacket tức là áo phao. Đúng không? Để đừng có nếu như lỡ có cái chuyện gì xảy ra ta không uh, bị đuối vân vân thì họ mặc áo phao vì sợ rằng okay, they put on their life jacket for fear that they might drown. Or they put on their life jacket lest they might drown Thế thì for fear that thì chúng ta có thể viết thành for fear of cộng với verb in She didn't make a noise, she didn't want to wake her parents a Bước đi uh, Hoặc là làm một việc gì đó rất là nhẹ nhàng Vì sợ Bố mẹ thức She didn't make a noise for fear of waking her parents For fear of waking her parents và với cái phần tiếp theo này thì các bạn lưu ý, chúng ta có cũng giống như là for fear of vậy đó, đúng không? Uh, with a view to hoặc là for hay là with the purpose of hay là with the aim of with the intention of đằng sau cộng với lại verb in Chúng ta nhớ không ạ? Rồi Với mục đích là, nó đều có nghĩa là với mục đích là Nếu như so as to và in order to, ta đi với infinitive thì những cái cụm từ này thì chúng ta đi với verb in và thì đặc biệt lưu ý là với cái cụm từ là with a view to chữ thu này là một cái giới từ một cái preposition và đi đằng sau nó là verb in chứ nó không phải là to infinity nếu các bạn không lưu ý chúng ta có thể bị sai ở chỗ này with a view to giống như các bạn học là uh, to be used to hay là accustomed to vân vân uh, những cái to đó là giới từ lại một lần nữa nó đi với verb in rồi chúng ta thử một số các ví dụ they are saving up they want to buy a car họ tiết kiệm để họ mua xe ô tô oh. okay. they are saving up with a view to buying a car các bạn thấy chưa with a view to cộng với verb in buying a car These measures have been taken because they want to increase the company's profits. Họ đã thực hiện những cái giải pháp, những giải pháp này đã được thực hiện vì họ muốn tăng cái lợi nhuận cho công ty. Đó, thì mục đích là tăng lợi nhuận thì chúng ta có thể viết lại bằng cách là These measures have been taken with the intention of Đúng không? Ạ? With the intention of, with the aim of gì đó Increasing the company's profits chúng ta hãy luyện tập nào bài tập đầu tiên là multiple choice uh, multiple choice này nó không phải là phần đục lỗ và chúng ta chọn đáp án abcd để điền vào chỗ trống mà, sentence, à, mà đây là cái dạng sentence transformation thầy cho một câu đề và ở dưới chúng ta có bốn đáp án bốn câu và chúng ta chọn cái câu nào mà nó gần nghĩa nhất với cái câu mà đề ra uh, và đây là phần các bạn cũng thấy xuất hiện trong đề thi trong một phổ thông quốc gia. He turned down the music for fear of upsetting the neighbors. So as not to upset the neighbors, he turned down the music. Câu B, he turned down the music with a view to upsetting the neighbors. So that he would upset the neighbors, he turned down the music. But in order for the neighbors to upset him, he turned down the music và lẽ dĩ nhiên để hàng xóm đừng có phiền để tắt nhạc đi thế anh, anh 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 bật nhạc nhỏ lại thì đáp án chúng ta là chữ a đúng không ạ à? câu số 2 Lydia had just bought a new car. She plans to drive around the country this summer. Sắm xe để hè này đi du lịch vòng quanh đất nước. Nhưng ta có bốn đáp án A, B, C, D. Các bạn có 30 giây để chọn đáp án đúng. Và đáp án đúng của chúng ta là chữ C. With a view to driving around the country this summer. Câu số 3. There are rams in the road so that motorists won't drive too fast. Đây là nhắc cho các bạn biết chữ năm chữ motorist uh, nó không có nghĩa là người lái xe hai bánh đâu ạ. À. Motorist means someone who drives a car. Trong bốn đáp án A, B, C, D Đáp án nào là đáp án chính xác? Đáp án của chúng ta là đáp án A. In order to prevent motorists from driving too fast, they arrange in the roads. Number four, We have produced this information sheets as we want to make the registration procedure easier for you. Chúng ta có 4 đáp án A B C D. Chúng ta thấy đáp án chính xác là chữ B đúng mà with the purpose of making thì nó đúng với đề và đúng cái cấu trúc còn câu c thì with a view to mà đi với make the registration procedure thì nó sai phải là to making do đó các bạn đừng nhầm lẫn giữa hai câu b và c dạng bài tiếp theo của chúng ta là mistake identification các bạn hãy chọn chỗ sai they were reluctant to announce the news for fear that they will worry the public câu 1 Chúng ta thấy they were reluctant và will worry thì đáp án sai Nó nằm ở chỗ will worry, The might worry thì được Câu số 2 If you don't know what to say to Paul, you can always tell a white lie to avoid to hurt his feelings Rất đơn giản to avoid mục đích chúng ta to avoid doing something, right, to avoid hurting his feelings Number three, everyone is busy tidying the room in case the managing director will drop in. Thì theo lý thuyết chúng ta vừa mới học xong, thì chữ in case chúng ta không đi với will. Phải không ạ? À? Thì do đó đáp án chúng ta là chữ D. Okay, in case the managing director drops in. Câu số 4. In case you can produce a good essay. You need to edit your writing before you hand it in. Câu này thì chúng ta sai ở cái vấn đề gì ạ? À? Thì ngay ở câu trên thì in case thì đã nhắc với các bạn là nó không đi với will, không đi với modal auxiliary mà ở đây in case mà nó đi với nó cách mình thấy sự xuất hiện của chữ can thì chữ in case nó không đúng, đúng không ạ? Thì để có thể viết được bài hay thì bạn cần phải edit sẽ là chỉnh sửa lại trước khi bạn nộp. Thì đã bán câu số 4, chúng ta sẽ chọn chữ A. Và nếu chúng ta cần thay thế thì chúng ta có so that hoặc là in order that thôi. Uh, so that you can produce so that. Cái mệnh đề so that hoàn toàn có thể nằm ở đầu câu. Nó không sai. Thì qua bài học ngày hôm nay thì thầy đã cung cấp cho các bạn những cái nội dung kiến thức về hai cái dạng mệnh đề trạng từ là trạng từ chỉ thời gian, mệnh đề trạng từ chỉ thời gian, mệnh đề chỉ uh, mục đích thì các bạn uh, có thể xem lại rồi làm bài lại vân vân uh, thầy chúc các bạn có những buổi học thật vui vẻ thoải mái thân ái chào tạm biệt các bạn